năm tù là mức án mà Tòa án Nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt đối với các bị cáo Lê Nhật Hải Âu và Nguyễn Đức Quốc về tội mua bán trái phép chất ma túy trong phiên tòa xét xử lưu động sáng nay, ngày 4 tháng 11 tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bảo Lâm cho biết, trong thời gian từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016, Lê Nhật Hải Âu, sinh năm 1982, trú tại phường 3, thành phố Đà Lạt, và Nguyễn Đức Quốc, sinh năm 1993, trú tại thôn 11, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, là các đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên mua ma túy về sử dụng, đồng thời bán lại cho các con nghiện trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm để thu lợi bất chính. Đến ngày 6 tháng 2 năm 2016, trong khi Nguyễn Đức Quốc đang bán ma túy cho Chu Đình Đạt tại thôn 8 xã Lộc An, thì bị công an xã Lộc An bắt giữ. Tang vật thu được tại hiện trường gồm có 4 gói ni lông chứa các tinh thể màu trắng, được xác định là chất ma túy, có chứa thành phần methamphetamine, trọng lượng 0,2 gram, một xe mô tô, một điện thoại di động. Tiếp tục khám xét nơi ở của Lê Nhật Hải Âu tại nhà nghỉ Hoàng Vũ thuộc thôn 4 xã Lộc An, cơ quan điều tra còn thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, một gói ma túy đá, một bình ga, một đầu khò và một thẻ ATM. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét theo điểm B khoản 2, điều 194 Bộ luật hình sự, Tòa án Nhân dân huyện Bảo Lâm tuyên phạt Lê Nhật Hải Âu 7 năm tù giam và Nguyễn Đức Quốc 3 năm tù giam. Amlodipine là tên thuốc rất quen thuộc với bệnh nhân bị tăng huyết áp, đau thắt ngực. Tuy nhiên, chỉ với một vỉ thuốc có cùng một thành phần và hàm lượng như nhau, người bệnh lại phải chịu các mức giá khác nhau. Nếu lựa chọn biệt dược gốc của Pháp thì